chương 592, truyền thuyết. Cầm Lâm Sơn Sơn đưa đến Lý Dật gian nhà sau mặc lị vậy lưu lại, mới vừa một màn kia để cho nàng không có buồn ngủ, mặc lị không chỉ lo lắng Lâm Sơn Sơn tình huống, càng lo lắng Lý Dật. Lâm Lâm vốn cũng muốn lưu lại, chỉ bất quá mới vừa Lâm Lâm bị cách ngươi lĩnh hút lấy hồn phách có chút yếu ớt, Lý Dật dứt khoát là Lâm Lâm ghim mấy kim để cho nàng ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Thư Duyệt thấy Mặc lị lưu lại vậy không muốn quấy rầy hai người, liền mượn cớ đi ra ngoài trong nông Lâm Lâm cửa phòng, để tránh phát sinh biến cố gì. Mạc Lệ gặp trong nhà chỉ còn lại Lý Dật hai người liền to gan liền đứng lên nói, "Lý Dật, ngươi mới vừa là làm sao cảm giác được chúng ta trong nhà phát hiện khác thường?" Lý Dật cũng không có lên tiếng chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Sơn Sơn tình huống, Mạc Lệ có chút ghen. Đang Mạc Lệ muốn đứng dậy là Lý Dật bưng một ly thời điểm, trật chân một cái, trực tiếp ngã xuống ở Lý Dật trong ngực, trong tay ly nước rắc vào Lâm Sơn Sơn trên mình. "Ngươi không có sao chứ?" Lý Dật quan tâm hỏi trước trong ngực Mạc Lệ, đang hai người tình nghĩa đang nồng lúc đó, Lâm Sơn Sơn lại phát sinh dị biến một cổ hung ác hơi thở chậm rãi từ lâm sơn sơn trên mình chậm rãi phát ra lý giật chỉ là ngay tức thì liền phát hiện ném xuống mặt lị sau đó trực tiếp nghiêng đầu đến lâm sơn sơn bên người sau đó lâm sơn sơn trên mình hung ác hơi thở chậm rãi tiêu tán lý giật rất là nghi ngờ hắn nhận ra được một chi tiết chỉ có mình cùng mặt lị hoặc là cái khác khác phái tiếp xúc thời điểm lâm sơn sơn liền sẽ thành được dị thường bắt cái này một chi tiết lý giật lập tức muốn ở thử nghiệm như nhau lý giật nhanh chóng xoay người sau đó hướng về phía mặt lị ôm và lý giật dự liệu giống nhau như đúc lâm sơn sơn lần nữa phát sinh khác thường vậy một cổ hung ác hơi thở lần nữa tản mắt ra lý giật lập tức lại xoay người trấn áp lâm sơn sơn khí tức trong người mạc lỵ bị làm không biết làm sao nàng không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lý giật hình như là điên rồi như nhau ta biết mạc lỵ ta hiểu ý lần này lý giật đối nhuận kích động nhưng là không có ôm lấy mạc lỵ chỉ là kích động nhìn mạc lỵ nói ta rốt cuộc biết lâm sơn sơn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng không phải là tà vật tóm thâu nàng ý thức mà là nàng tóm thâu tà vật mạc lỵ không rõ ràng sau đó chỉ gặp lý giật cầm ra lâm sơn sơn trên mình ngân châm hướng lâm sơn sơn quanh thân đại huyệt đâm tới lâm sơn sơn trên mặt tràn đầy dữ tợn chỉ là ngay tức thì liền tiêu tán đi qua ta biết trên thế giới này có một cái dược liệu có thể giúp lâm sơn sơn khôi phục chỉ bất quá dược liệu này vô cùng là hiếm thấy truyền thuyết ở nhật nguyệt tinh hoa chi địa mới biết tạo thành đi qua cực lạnh mùa hè nóng bức mới có thể thành cây mười năm mở cửa một lần chỉ có dùng người hữu tình nước mắt mới có thể đem không mất dược hiệu hái trở về mà gìn giữ phương thức lại là nghiêm khắc mỗi ngày đều cần đây đối với tình nhân nước mắt mới có thể duy trì Mạc Lệ nhìn hưng phấn Lý Dật chỉ cảm thấy hắn nói quá mức ngoại hạng, loại dược liệu này nghe cũng chưa nghe nói qua, cho dù có, như vậy loại nghiêm khắc gìn giữ phương thức sợ rằng ở trên toàn thế giới cũng khó tìm được. Một đêm, Lý Dật cũng cố ý và Mạc Lệ giữ một khoảng cách, để tránh Lâm Sơn Sơn lần nữa phát sinh dị thường. Biết sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều tỉnh lại, gõ cửa vào nhà phát hiện Mạc Lệ đã ở Lý Dật trên giường ngủ khò khò liền, mà Lý Dật chỉ là dụng tâm lực xem sách. Ngươi sẽ không một đêm không ngủ chứ? Thư Duyệt rất là quan tâm hỏi trước Lý Dật, mà hắn không có để ý thư duyệt chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái ngoài cửa một hồi thanh âm huyên náo đưa tới trong nhà lý dật và thư duyệt chú ý dưới lầu tam di thanh âm đã khiếu phá kiền lão chúng ta nhanh đi xem xem hai người nhanh chóng trung hạ lầu chỉ gặp bên ngoài xe sang sang sát cô nhi viện cửa không ít người gian đèn kết hoa lý dật đi vào mới phát hiện thân ảnh quen thuộc kia chu kiến hưng ngươi đang làm cái gì chủng loại chu kiến hưng nụ cười trên mặt vượt quá hơi tay múa chân đi tới lý dật trước mặt tô tiên sinh ngươi xem ta toàn bộ tốt ngươi thật là hoa đà trên đời. Ta đây không phải là thực hiện cam kết tới. Nghe được Chu Kiến Hưng nói Thư Duyệt rất là kinh ngạc, trước mắt người trẻ tuổi này và phách lối ngang ngược Chu gia công tử còn là cùng một người sao. Được a, à, vậy ngươi bắt đầu đi. Lý giật cũng không có khiêm tốn, trực tiếp để cho Chu Kiến Hưng thực hiện cam kết, có thể làm mọi người không nghĩ tới là Chu Kiến Hưng thật sản khoái quỳ trên đất. Thư Duyệt và Tam Di nhìn trước mắt cái này mới vừa mặt kinh ngạc há to miệng. Trước là ta không tốt, ta có tội, mời Tô Tiên Sinh bỏ qua cho tiểu nhân lần này ta chu kiến hưng sau này chính là cô nhi viện hộ vệ hết thảy là tô tiên sinh làm thủ lãnh dứt lời chu kiến hưng hướng về phía trên đất nặng nề dập đầu ba cái lý giật ngươi trước đoạn thời gian đi chu gia rốt cuộc nói gì cháu trai này mặc làm sao còn nhanh hơn lật sách lý giật cười một tiếng sau đó cầm chu kiến hưng đỡ lên chuyện trước kia đều đi qua những thứ này hình thức tất cả đều là giả ta chỉ cần ngươi đáp ứng một chuyện sau này đừng quấy rầy nữa cô nhi viện liền tốt chu kiến hưng chấp tay sau đó cầm ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng đặt ở lý giật trong tay đây là ta phụ thân một chút tâm ý, ngày hôm nay ta phụ thân bị nhà mấy tên trưởng lão ở nhà bên trong bàn sự việc, cho nên không có thể tự mình tới, xin Tô tiên sinh thứ lỗi. Lý Dật hiện tại mới ý thức tới, không phải Chu gia như thế khoái trá thực hiện cam kết, mà là bọn họ biết gần đây hắn cùng mấy trưởng lão sự việc, bọn họ không muốn đắc tội mình. Rất nhanh, trong nhà Lâm Lâm và Mạc Lệ cũng bị đánh thức, Chu Kiến Hưng thấy Mạc Lệ đi ra hướng về phía nàng cười một tiếng tỏ ý, thấy Lâm Lâm sau Chu Kiến Hưng bản tính lộ ra ngoài. Chỉ gặp Chu Kiến Hưng nhìn Lâm Lâm ánh mắt trực câu câu nhìn nàng. Tô tiên sinh thật là thật là có phúc, phỏng đoán cái này trong tỉnh thành mặt tất cả cô em xinh đẹp ngươi đều biết một lần. Lý giật Kinh bỉ nhìn Chu Kiến Hưng sau đó đi sau lưng nhìn một cái nói, ngươi đừng nghĩ đánh Lâm Lâm chủ ý, để cho ta phát hiện ta có 100 loại phương pháp để cho ngươi cầu sinh không thể muốn chết không được. Chu Kiến Hưng nghe được Lý giật lời độc ác thái độ cũng là thay đổi rất nhanh nói, ngươi yên tâm đi Tô tiên sinh, ngài nhìn chúng ta làm sao có thể cướp đây. Lý giật cầm Chu Kiến Hưng oanh đi sau đó, Chu Kiến Hưng trên mặt vẫn là cười đắc ý, Lý Dật từ phương diện này có thể nhìn ra mấy vị kia ông già đối Chu gia tầm quan trọng lâm lâm và Mạc lị chậm rãi đi tới lý dật thân vừa nói buổi tối rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao ta khí rồi sau đó cả người đau à thư duyệt cầm chuyện tối ngày hôm qua hoàng hoàng chỉnh chỉnh nói một lần lâm lâm nghe được miệng lớn lên lão đại ở quê hương chúng ta có một cái truyền thuyết và lâm sơn sơn tình huống có chút tương tự đám người rất là tò mò ở thần bí tàng khu kết quả sẽ có cái gì tương tự đồ và lâm sơn sơn tình huống như nhau ở quê hương chúng ta xuất hiện loại chuyện này chúng ta kêu ném hồn vậy đều là đứa nhỏ nghịch ngợm chọc lên cái gì không đồ tốt chúng ta vậy có một loại đặc thù dược liệu, nghe nói ở lúc trước chỉ cần tìm được loại dược tài kia sẽ có thể giúp bận biểu khôi phục, chỉ bất quá cái này vẫn là một cái truyền thuyết. Lý giật nghe xong lâm lâm nói thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như cái đó đặc thù dược liệu có lẽ ngay tại tàn khu vậy thật sâu có địa phương thần bí sẽ xuất hiện. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 593, dặn dò. Mạc Lệ chính là chuẩn bị trở về nhà cầm lâm sơn sơn tình huống đầu đuôi gốc ngọn nói cho Lâm Hào, thuận tiện đem chuyện của Lâm gia toàn bộ giao phó xong, dẫu sao mình phụ thân mới vừa vong cố, hơn nữa còn có lý giật và lâm gia giao tiếp sự việc cần xử lý lý giật lo lắng lâm hào biết được chuyện này sau đó sẽ kích động sẽ đối với mặt lỵ bất lợi liền cùng nàng cùng trở lại lâm gia lại trở lại lâm gia lâm gia đã là cùng đồ mặc lộ chi địa dẫu sao gia chủ đều đã vong cố hiện tại người nắm quyền không ra ngoài dự liệu chính là mặt lỵ cái này bé gái không ít người đánh trong đáy lòng liền không coi trọng nàng tiểu hình trở về rất nhiều rất nhiều đâu mặt lỵ ấp a à ấp úng vừa nói một bên lý giật thở dài trực tiếp ngắt lời nói tình huống là như vậy lâm sơn sơn bất hạnh bị tà vật trên người bây giờ tình huống đã ổn định lại chỉ bất quá chưa có hoàn toàn khôi phục lần này chúng ta trở về liền muốn để cho ngươi trong khoảng thời gian này chủ trì lâm gia đại cuộc chúng ta đã sẽ đem lâm sơn sơn khỏe mạnh mang về lâm hào nghe được lý giật nói quả nhiên mặt liền biến sắc sau đó chính là tức giận tại sao rất nhiều rất nhiều sẽ biến thành như vậy lâm gia đã hoàn toàn giao cho các ngươi hai người tại sao còn không buông tha ta rất nhiều rất nhiều nhìn kích động lâm hào lý giật và lâm sơn sơn hai người diễn cảm vậy rất là làm khó dẫu sao loại chuyện này phát sinh ở ai trên mình cũng không tốt qua ai ngờ qua một lúc lâu, lâm hào lắc đầu một cái sau đó hướng về phía mặt lị nói tiểu hình mới vừa là ta quá kích động, các ngươi cứ việc đi đi. Lâm gia đã xuống dốc, ta cũng không biết có thể giúp các ngươi chăm sóc thành cái dạng gì, ta chỉ có thể hết sức ta toàn lực, còn như rất nhiều rất nhiều liền nhờ ngươi cửa hai người, ta không thể không có rất nhiều rất nhiều. Lâm hào thể hiện ra quần áo bể dâu lão bộ dáng của cha, mặt lị thấy trong lòng cũng là không ngừng cảm khái. Mặc dù lâm sơn sơn hiện tại có chút không ổn, nhưng ít nhất trên thế giới còn có một cái quan tâm nàng người. nhị thúc, ngươi yên tâm ta từ nhỏ liền cùng rất nhiều rất nhiều cùng nhau lớn lên, ta không thể nào hại nàng, lần này thật sự là bất ngờ, chờ chúng ta trở về nhất định cầm lâm sơn sơn hoàn hảo không hao tổn giao cho ngài. Lâm Hào khoát tay một cái, sau đó gọi Mạc Lị và Lý Dật vào nhà. Ngày mai sẽ là ngươi phụ thân đầu thất, trước khi đi cho ngươi phụ thân trên mấy nén hương đi. Mạc Lị lỗ mũi đau xót ôm trước Lâm Hào khóc, nàng rõ ràng, Lâm Hào lại so hắn tốt hơn chỗ nào đâu, huynh trưởng qua đời, con gái tình huống nguy cơ, còn muốn đóng lấy đã cùng đường bí lối Lâm gia, Lý Dật trên mặt tràn đầy mặt niệm vẽ chậm rãi đi tới linh đường trước mặt là Lâm Băng lên mấy nén hương, trong miệng còn hướng Lâm Băng bảo đảm nhất định sẽ không để cho Lâm gia sa sút. Ở Lâm gia giao phó xong sau Lý Dật cái đầu tiên liền nghĩ đến Chu gia, mặc dù Lâm gia đã xuống dốc, nhưng lạc đà gầy lớn so với ngựa trừ Chu gia không có những gia tộc khác có thể nhanh chóng tóm thâu Lâm gia. Mạc Lệ mang Lý Dật đi công ty cầm thủ tục bàn giao làm một tí, Lý Dật cũng không có từ chối, chỉ là sau này Lâm gia chỉ là hư danh, thực tế nắm quyền trong tay họ Tô. Đối với Mạc Lệ mà nói, cái gì vinh hoa phú quý cũng không trọng yếu chỉ cần là lý giật, chỉ cần có thể bảo đảm lâm gia danh hiệu không xa suốt nàng cũng có thể tiếp nhận, huống chi đây là mình phụ thân lâm chung giao phó. Làm lý giật ký xong chữ giao tiếp xong đi ra công ty một thắc kia, Mạc Lị chỉ cảm thấy trên mình chợt nhẹ một chút, như trút được gánh nặng. Mạc Lị xe chạy ở trong đường phố, nghe hồng lóe lên, không thiếu truyền thông mới biết lâm băng qua đời tin tức, trên TV báo đạo. Đi chu gia, ta còn có việc hướng chu gia giao phó. Mạc Lị mặc dù rất là nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn là chạy tới chu gia phương hướng, lý giật trong lòng đã hoàn toàn hoạch định xong để cho chu gia hỗ trợ nâng đỡ lâm gia dĩ nhiên lâm gia vậy sẽ lui nhường một phần chia tài nguyên dẫu sao không lợi lộc không dậy sớm lý giật sức ảnh hưởng còn chưa đủ để có thể để cho chu gia ngoan ngoãn thuận theo chu cửa nhà bày tất cả lớn nhỏ giỏ hoa giống như là đang ăn mừng chuyện gì như nhau thấy một màn này Mặc lị trong lòng rất không phải mùi vị nàng phụ thân đầu thất còn không qua đối nghịch chu gia cũng đã bắt đầu hoan hô chúc mừng ngươi nếu là không muốn đi liền mang theo nơi này đi ta giao phó một ít chuyện tình sau đó liền đi ra mạc lỵ gật đầu một cái lý giật xuống xe liền hướng chu gia đi tới tô tiên sinh ngài làm sao tới chu kiến hưng ở ngay cửa chiêu đãi bên trong phần lớn đều là người tuổi trẻ nhìn như không giống như là bởi vì lâm gia nơi hoang hô chu kiến hưng ngươi đây là chu kiến hưng cũng không có tị hiềm lý giật sau đó trực tiếp nói đây không phải là khánh chúc mừng một tí ta thuận lợi khôi phục mà dẫu sao nằm liệt giường lâu như vậy muốn vui vẻ một tí sau đó lý giật sau lưng đi ra mấy cái trẻ tuổi quyến rũ cô gái chu kiến hưng sau khi thấy cũng là mắc cỡ cười một tiếng chu kiến hưng vì để tránh cho lúng túng vội vàng cầm lý giật mời được chu trạch khải trong thư phòng nói là để cho hắn chờ một lát hắn phụ thân lập tức trở về còn không cùng chu kiến hưng lời nói xong bên ngoài liền truyền tới chu trạch khải tiếng cười tô tiên sinh rốt cuộc là cái gì gió cầm ngài thổi tới chu trạch khải nụ cười trên mặt vượt quá dẫu sao hiện tại tỉnh thành tình huống đối với chu gia mà nói là chuyện tốt liền liền lý giật nhìn một cái chu kiến hưng chu kiến hưng ngầm hiểu trực tiếp lui đến phòng bên ngoài sau đó chu trạch khải giúp lý giật đến một ly nước sau nhìn lý giật chu gia chủ lần này tới ta cũng không gạt ngươi lâm gia sau này người nắm quyền là ta chu trạch khải một mặt kinh ngạc trước mắt người trẻ tuổi này tuy nói là có thể và mặt lị kết hôn có thể người nắm quyền cũng không phải là đùa giỡn vậy thì thật là chúc mừng tô tiên sinh ngài lần này tới là có lời gì muốn cùng lão hữu nói sao chu trạch khải rõ ràng có chút miệng không đúng tim rất là âm hiểm chu gia chủ ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng ta cũng không muốn cùng ngươi cạnh tranh ta chẳng qua là muốn bảo toàn lâm gia vốn là địa vị nói thật nếu như không phải là lâm băng trước khi chết đối với ta đã thông báo ta thật chẳng muốn tham dự cùng các ngươi trong tranh đấu mà sau lưng ngươi lá bài tẩy ta cũng biết lần này tới ta mục đích chủ yếu chính là và ngươi giao phó một tiếng ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian đoạn thời gian này lâm hào toàn quyền giúp ta trông coi lâm gia tán tiên cung bên kia ta tự nhiên cũng là sẽ giao phó ta đi ra ngoài thời gian này hy vọng chu gia chủ năng không nên làm khó lâm gia tô mỗi người sẽ nhớ ngươi cái này ân tình chu trạch khải châu mày lâm băng sau khi chết lâm gia vốn chính là vật trong túi của họ hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là lý giật can thiệp lúc này nếu tôi tiên sinh mở miệng lão hữu nơi nào có không theo lý chỉ là lâm gia hiện tại đã nguy ở một sớm một chiều ta chu gia không nhúc nhích những người khác sợ rằng vậy cũng không nhọc đến chu gia chủ quan tâm hết thảy ta từ sẽ an bài thỏa đáng chu trạch khải hai quả đấm nắm chặt trong lòng đối lý giật rất là bất mãn có thể lý giật đã cầm ra tán tiên cung tất cả trưởng lão làm lý do chu trạch khải vậy không có biện pháp nói gì ngài cứ yên tâm đi tô tiên sinh ta bảo đảm thời gian này ta chu gia đã sẽ không đối với lâm gia ra tay hơn nữa chỉ cần có người đối với lâm gia bất lợi ta chu gia định sẽ trợ giúp lâm gia mời ủng hộ bộ nhân đạo trảm thiên chương 594, chờ đợi lâm lâm. Lý giật thông qua vọng khí là có thể nhìn ra chu trạch khải không là thật tâm, dẫu sao lớn như vậy một khối thịt béo ai không muốn ăn. Chu gia chủ cứ việc yên tâm, tô mỗi người sau khi trở lại nhất định sẽ cho chu gia chủ một phần hài lòng thù lao. Chu trạch khải trước mắt sáng lên, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, bỏ mặt như thế nào tổng so không có gì cả mạnh. Tô tiên sinh nói đùa, đây là lão hủ phải làm, lần này đi ra ngoài có chuyện gì giao phó cứ việc gọi điện thoại cho ta, lão hủ cho ngài làm xong chính là. Lý Dật cười chắp tay hướng về phía Chu Trạch Khải tạm biệt, đi ra Chu gia lúc Chu Kiến Hưng vậy cùng đưa cách Lý Dật. Đi thôi, hồi cô nhi viện. Mạc Lệ đi xe hướng cô nhi viện đi tới trước, trên đường do dự nửa ngày không có mở miệng, Lý Dật xem cái này Mạc Lệ hình dáng biết nàng muốn hỏi cái gì. Chu gia cũng không có người nghĩ như vậy không chịu nổi, hôm nay là Chu Kiến Hưng chúc mừng mình bình phục làm được tụ họp, hơn nữa Chu Trạch Khải đã đáp ứng ta sẽ không đối với Lâm gia ra tay, ta vẫn tương đối tin tưởng Chu Trạch Khải làm người. Mạc Lệ ừ một tiếng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ chốc lát sau hai người đã đến trong cô nhi viện. Lý Dật trở lại cô nhi viện liền hỏi Thư Duyệt muốn Vương sư phó số điện thoại, sau đó trở lại trong nhà gọi thông. Là Vương sư phó sao? Ngươi là Lý Dật đi. Lý Dật cười nói, tại hạ muốn gặp đám người tiền bối một mặt, muốn đáp ơn một tí các tiền bối ngày hôm trước cứu giúp. Vương sư phó cũng không có từ chối, trực tiếp cho Lý Dật nói một cái địa chỉ để cho một mình hắn tới. Lý Dật một người tới Vương sư phó cho địa chỉ chỗ, đến cái đó dưới núi đi ước chừng 15 phút liền thấy một cái to lớn cửa biển, tán tiên cung. Cốc cốc cốc. Lý Dật tiến lên gõ cửa, sau đó một cái lung linh cô gái mở ra cửa lý giật chỉ gặp bên trong giống như nhân gian tiên cảnh vậy rượu ngon người đẹp nguy nga lộng lẫy hoàn cảnh chỉ là ở lý giật trong mắt đây chính là ao rượu rừng thịt không có chút nào lưu luyến chi tâm lý giật à có chuyện gì trong điện thoại không nói rõ ràng sao lý giật từ trong túi sách cầm ra vậy la bàn trao tay cùng vương sư phó nói tiền bối vật này ở ta trong tay giống như là một cái sắc vụn vậy lần này ta phải đi ra ngoài một đoạn thời gian ta liền đi thẳng vào vấn đề nói ta muốn đám người tiền bối giúp ta bảo vệ một đoạn thời gian lâm gia tất cả trưởng lão nghe được lý giật nghi hoặc nhìn hắn nói hậu sinh chúng ta xem ngươi là cái có thể nặng tài cho nên không có đối với ngươi như vậy chẳng lẽ ngươi thật không biết chúng ta là chu gia cung phụng sao lý giật thấy tất cả trưởng lão rõ vẻ mặt trong lòng cũng là căng thẳng sau đó vội vàng bổ sung nói lần này đi trước ta định sẽ cho các tiền bối một cái hài lòng quà cảm ơn vương sư phó rất là nhìn trúng lý giật nhận lấy lý giật la bàn trong tay sau đó liền hỏi ngươi phải đi bao lâu lý giật cầm lần này đi ra ngoài ý đồ còn có lúc dài toàn bộ nói với vương sư phó sau đó liền tiêu sái rời đi tất cả trưởng lão cái này nhìn vương sư phó không hiểu hỏi ngươi thì thật như thế nhìn trúng người trẻ tuổi này vương sư phó bao qua một người cô gái sau thản nhiên nói đây là chuyện ta bất quá cuối cùng cái này la bàn vẫn là ngã trong tay của chúng ta lần nữa trở lại trong cô nhi viện lý giật sửa sang lại lần này đi ra ngoài cần phải chuẩn bị đồ đến buổi tối lý giật hướng thư duyệt còn có tam di không ngừng dặn dò mình phải đi ra ngoài một chuyến đại khái một hai tháng dáng vẻ thư duyệt vốn cũng muốn đi theo có thể làm sao trong cô nhi viện không có một người phối hợp hơn nữa thư duyệt tuổi tác đã lớn lý giật dứt khoát liền đem thư duyệt ở lại trong cô nhi viện sáng sớm hôm sau mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ có lâm lâm chậm chạp không có đến mặt lị đang chuẩn bị cho nàng gọi điện thoại lúc bên ngoài lái tới một cái cỡ lớn xe suv lý giật rất là nghi ngờ tưởng lầm là lâm lâm cô tiên sinh ta hôm qua biết ngươi phải đi tàn khu liền đặc biệt đưa cho ngài liền một chiếc xe tới đây đây chính là ta trân tàn xe và lúc ấy không không bảy tỏa giá giống nhau như đúc điển tàn bản len rover vệ sĩ mọi người thấy vậy phách lối chu kiến hưng trong lòng thì có một loại dự cảm xấu có thể nghe xong chu kiến hưng nói trong lòng lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ lý giật ngươi có phải hay không đối hắn sử dụng pháp thuật gì tại sao chu kiến hưng như thế nghe lời lý giật lúng túng cười một tiếng hắn cũng không nghĩ tới chu kiến hưng lại sẽ đến như thế vừa ra thư duyệt mở cửa sau chỉ gặp chiếc kia to lớn xe suv lái vào viện tử mở cốc sau xe sau bên trong đựng không thiếu giả ngoại cầu sinh công cụ còn có một tấm đựng đầy nước nước giường tô tiên sinh ngươi liền thả một trăm cái tim đi lái chiếc này xe đi không chỉ ngươi trên mặt có mặt hơn nữa cái này việc giả cảm thụ vậy không giống nhau ta thường xuyên qua bên kia cho nên đối với bên kia quen thuộc. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Chu Kiến Hưng hảo tâm tới tặng xe nào có không tiếp đạo lý. Vậy thì thật là cảm ơn Chu công tử, chúng ta đang chuẩn bị lên đường đây. Chu Kiến Hưng nghe xong Lý Dật nói liền rõ ràng là ý gì lập tức nói mình còn có sự việc phải về nhà một chuyến. Lý Dật cầm tất cả đồ dọn vào trong xe sau liền đem Lâm Sơn Sơn gánh vào trong xe, không thể không nói, trong xe không gian thật rất lớn. Lý Dật và Mạc lỵ vẫn không có liên lạc với Lâm Lâm liền quyết định đi trường học xem xem, nói không chừng là bởi vì là không có đụng tới xe các loại nguyên nhân. Hai người và cô nhi viện đám người chào hỏi sau đó liền đi xe hướng Lâm Lâm trường học đi, dọc theo đường đi Lý Dật một mực đánh Lâm Lâm điện thoại di động, nhưng từ đầu đến cuối không người nghe. Qua nửa tiếng, Mạc Lị đậu xe ở liền Lâm Lâm cửa trường học, chỉ gặp một cái nóc nhà cao lầu cao vút kiến trúc, còn có một cái khí thế khoáng đạt nghệ thuật phòng tọa lạc tại trong đó. Cái này hai đã biến cải xe SUV ngừng ở cửa trường học phá lệ nổi bật, không ít người cũng tưởng lầm là một cái con em nhà giàu tới đón mình bạn gái nhỏ. Lý Dật và Mạc Lệ đợi nửa ngày, Lý Dật đều đã bị hết mấy cô gái gõ thủy tinh bắt chuyện, Lâm Lâm vẫn là không có đi ra. Lý Dật, Lâm Lâm sẽ không có chuyện gì chứ? Lý Dật lắc đầu một cái, vậy mà nói ở trong trường có thể có chuyện gì? Mạc Lệ đậu xe ở khu vực chỉ định, sau đó liền quyết định cùng Lý Dật cùng nhau đến trong sân trường vòng vo một chút, nói không chừng liền có thể tìm được Lâm Lâm tung tích. Hai người xuống xe, không ít người bạn học trai thấy Mạc Lệ vậy như thiên sứ dung nhan cũng đi không nhúc nhích nói, còn có không thiếu nam đồng bào rất là ghen tị Lý Dật, cũng lấy là Lý Dật là cái siêu cấp phú nhị đại. Đi tới trong sân trường sau đó, Lý Dật trước mắt sáng lên, bản lãnh chính là mùa hè nóng bức mùa hè, trong sân trường một song song trắng như tuyết chân ở Lý Dật trong mắt không ngừng lóe lên, ở đại thanh triều thời điểm vậy có như thế thanh xuân lung linh trang điểm. Lý Dật, ngươi làm gì chứ, đi nhanh lên à. Lý Dật sửng sốt một tí sau đó kịp phản ứng nói, cái này sẽ tới đây sẽ tới. Trong sân trường không ít thiện nam tính nữ đi đi lại lại, nơi này tràn ngập kích thích tố hơi thở, dù cho Lý Dật ý thức trí nhớ đã tồn tại lâu như vậy thấy trường học này ở giữa cảnh tượng sao vậy ngay tức thì bị kéo đến lúc còn trẻ cảm giác. Cuộc sống đại học được a. À? theo lý giật xúc động mạc Lị liếc hắn một mắt kéo hắn cánh tay bước nhanh hơn hướng trường học bên trong đi tới mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ chương 595, gây khó khăn mạc Lị thật giống như rất là quen thuộc lâm lâm trong đại học tất cả loại tuyến đường kéo lý giật thẳng hướng một tòa rộng lớn kiến trúc đi tới lý giật rất là không tự tại một cái người đàn ông bị một cái cô bé lôi kéo như vậy còn thể thống gì không biết còn tưởng rằng là lý giật chiếm mạc Lị tiện nghi phải đi dãy lầu học tìm lão sư lý luận ngươi đừng kéo ta à chính ta sẽ đi lý giật tránh ra khỏi mạc Lị lôi kéo Mạc Lệ bất đắc dĩ nhìn một cái Lý giật nói, ta đây không phải là sợ ngươi lạc đường mà, trước mặt chính là bọn họ phòng làm việc của hiệu trưởng, chúng ta nghe một tí lâm lâm tình huống. Dãy lầu học bên trong đi ra không thiếu nam nam nữ nữ hình như là mới vừa tan lớp, nhìn ở cửa lôi kéo hai người không chỉ có cười lên. Lý giật vì để tránh cho cái loại này lúng túng xuất hiện lần nữa cũng chỉ cũng may Mạc Lệ kéo lôi hạ đi vào dãy lầu học bên trong, một vị thầy chủ nhiệm vậy người đàn ông thấy hai người liền ngăn lại. Các ngươi làm cái gì? Xem các ngươi hình dáng không giống như là học sinh à. Người đàn ông một mặt thô bỉ dáng vẻ, đại học dãy lầu học vốn là đối ngoại mở cửa, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản, chỉ là người đàn ông thấy Mạc Lị xinh đẹp sao giống như cố ý gây chuyện mà. Chúng ta tìm người. Mạc Lị nói thẳng ra mình ý đồ, người đàn ông kia có lẽ là cảm thấy Mạc Lị dễ gạt liền tệ hại hơn. Tìm cái gì tìm không thấy đây là dãy lầu học sao? Tìm người liền đứng ở bên ngoài, cùng bọn họ cũng tan lớp tìm lại. Lý Dật thấy người đàn ông có chút tranh cãi vô lý liền muốn tiến lên lý luận một phen, bọn họ một không quấy rầy bọn họ giờ học hai không ảnh hưởng trường học kỷ luật. Lý Dật vừa định tiến lên mặt lị liền kéo lại hắn nói, ngươi đừng vội, trường đại học này còn có không thiếu chúng ta lâm gia đầu tư, bọn họ hiệu trưởng ta biết. Không đúng, là nhà chúng ta. Mặt lị trên mặt rất là mắt cỡ đỏ bừng, một bên người đàn ông sau khi thấy cũng là không chỉ có cười nhạt dễu cực. Lâm gia. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói ngươi là lâm gia đại tiểu thư? Ta nói thật nói cho ngươi, coi như ngươi là lâm gia đại tiểu thư thì thế nào, lâm gia gia chủ đã chết, lâm gia chẳng qua là dính trên nền một miếng thịt thôi, sớm muộn phải bị những gia tộc khác nơi tóm thâu. Mạc Lệ nghe được người đàn ông không biết nặng nhẹ lời nói liền tức lên, nhắc tới Lâm Băng thời điểm Lâm Băng cũng đã khí được không được, cuối cùng lại vẫn sách Lâm gia. Thật không biết trường đại học này làm sao bồi dưỡng ra ngươi cái loại này vô ơn. Lý Dật thấy Mạc Lệ khí mau khóc lên trực tiếp tiến lên hướng về phía người đàn ông một lần đánh tơi bời. Ngươi, ngươi làm gì? Ba ngày ban mặt ngươi lại đánh lão sư, còn có vương pháp sao? Lý Dật hừ lạnh một tiếng nói, ở chỗ này mọi người cũng tôn kính ngươi là sư trưởng, đến bên ngoài ngươi cái gì cũng không phải, bất quá người loại vết thương này trên rắc muối hành vi đã không xứng làm một cái hợp cách lão sư không ít người cũng nhìn thấy tận mắt liền lý giật đánh người đàn ông toàn bộ quá trình trong sân trường lại còn có không thiếu tiếng hô vừa nói lý giật đánh thật hay bảo an bảo an đâu người đàn ông tự biết không địch lại lý giật liền muốn tìm người hỗ trợ vốn là trường học học sinh cũng không thiếu một truyền mười mười truyền một trăm rất nhanh toàn trường đều biết chuyện này cùng lúc đó phòng làm việc của hiệu trưởng ở giữa vương đào đang xem lâm lâm xin nghỉ sinh, vậy tới đem vượt qua ba ngày nhất định phải hiệu trưởng tự mình ký tên mới được cái này cơ hội cũng là lâm lâm tranh thủ một buổi trưa cơ hội chỉ kém hiệu trưởng ký tên chung treo này phát sinh chuyện gì gấp như vậy bên đầu điện thoại kia bảo vệ khoa thanh âm rất là cấp bách giống như là trường học bên trong có cái gì trọng đại sự kiện vậy hiệu trưởng không xong thầy chủ nhiệm vương xong bị người đánh mấy tên bảo an đã trước ngăn trở vương đào nghe được cái này sự việc giận vỗ bàn sau đó vội vàng đã đi xuống lầu đứng ở một bên lâm lâm ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh trong lòng rất là cuốn cùng vốn là đã ước định xong thời gian đã là tới trễ Hiện tại hiệu trưởng lại chạy ra ngoài xử lý sự việc tạm thời nữa khác lại phải trì hoãn không ít thời gian. Trong lòng quan sát đi qua Lâm Lâm chuẩn bị cầm xin nghỉ xin đuổi kịp Vương Đào, dẫu sao chỉ còn lại hắn ký tên. Vương Đào sau khi xuống lầu thấy rộn ràng vây xem học sinh lập tức phẫn nộ quát: "Các ngươi làm gì? Nhanh chóng cho ta đi học, đang bị ta phát hiện có người ở nơi này mù ồn ào lên nhất luật cưỡng chế nghỉ học." Tất cả vây xem học sinh ngay tức thì rời đi hiện trường, chỉ còn lại ở giữa khó phân thắng bại Lý Dật và Vương Song hai người đang dây dưa. Vương Đào nổi giận đùng đùng đi tới Vương Song bên người, những năm gần đây vương sông ở vương đào mí mắt dưới đất làm qua không thiếu động tác nhỏ ở trường bên trong đồn đánh giá vậy không tốt lắm chỉ bất quá vương sông năng lực coi như có thể các ngươi làm gì vậy trường học bên trong lão sư và học sinh cũng có thể sinh ra mâu thuẫn ngươi cái này thầy chủ nhiệm làm sao làm ủy quốc vương sông thất thanh kêu lên hiệu trưởng ngươi hiểu lầm là bọn họ động trước thuận lợi hơn nữa bọn họ không phải trường học học sinh vương đào nghe được không phải mình trường học học sinh thì càng thêm tức giận nghiêng đầu hướng về phía lý giật nói ngươi không phải học sinh tới trường học chúng ta đảo cái gì loạn Lý Dật ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở phía trước, đứng phía sau thương tâm muốn chết mặt lị. Chẳng lẽ không phải là học sinh lại không thể tới quý giáo sao? Chẳng lẽ trường học không phải chỗ học tập sao? Vương Đào nhìn Lý Dật không giống như là hiền lành liền truy hỏi nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ bất quá ngươi hiện tại đã ảnh hưởng đến trường học của chúng ta bình thường trật tự, ngươi nếu là tìm người rồi mời ở bên ngoài chờ trước. Lý Dật cao giọng tuyên bố nói, ta khăng khăng không, ta thì phải trường học này trung chuyển chuyển, chẳng lẽ ngươi còn có thể cầm ngươi lão chủ nhân đuổi ra ngoài không được? Nghe được Lý Dật nói Vương Đào sắc mặt nhất thời một lần, trong đầu không ngừng nhớ lại những đại lão kia cửa bên người con cháu. "Không biết các hạ quý danh à, theo ta biết đầu tư trường học của chúng ta cứ như vậy mấy nhà, mà mấy nhà kia các thiếu gia ta đều biết." Lý Dật chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi cũng xứng. Vương Đào nhất thời tức giận ở trên, coi như là những đại lão kia cửa thiếu gia công tử cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mỏng. "Ngươi nói chuyện chú ý một chút, đây là trường học." Lúc này Lâm Lâm từ phía sau chậm rãi đi ra, thấy Lý Dật đang cùng Vương Đào tranh chấp lập tức ngăn lại. "Lý Dật, tại sao là các ngươi?" Vương Đào quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm, sau đó có nhìn xem Lý Dật nói, lúc đầu các ngươi là cùng nhau, xem ra ngươi xin nghĩ xin không phải thật nhà có chuyện gì, là cùng người này cùng nhau lêu lỏng đi. Lâm Lâm liền vội vàng tiến lên giải thích, có thể Vương Song trực tiếp ngăn cản Lâm Lâm. Lý Dật tiến lên đem Lâm Lâm kéo ra phía sau, sau lưng mặt Lý bất ngờ bại lộ ở Vương Đào trước mặt. Lâm đại tiểu thư, ngài, ngài làm sao tới? Vương Song kinh ngạc nhìn trước mắt cái đó thương tâm cô gái, trong lòng không ngừng hối hận, thế giới này thật nhỏ, thật thật là đúng dịp đụng phải Lâm gia đại tiểu thư. Giáo. Hiệu trưởng, nàng thật sự là. Lâm Đào thái độ 360 độ lớn quẹo cô liền vội vàng tiến lên cùng Mạc Lệ chào hỏi, nhưng Mạc Lệ hốc mắt ửng đỏ, hai hàng lệ nóng đã chảy xuống. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Chương 596, ăn gà không được. Đại tiểu thư, ngài đây là thế nào, rốt cuộc là ai cầm ngươi chọc khóc? Vương Đào rất là cung kính hỏi, một bên Lý giật hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đây không quay đầu lại hỏi một chút ngươi thân ái thầy chủ nhiệm. Vương Song bị Lý giật một chút, lập tức hướng Mạc Lệ phương hướng nói xin lỗi. Lý giật ngay tức thì để ngang mặt lị trước người nói, nói xin lỗi ngươi cũng không xứng, chọc ngươi không nên dây vào người đến lượt có trừng phạt. Vương Song nghe được Lý giật nói liền lớn tiếng hét lên, ngươi là cái gì, bất quá là Lâm đại tiểu thư bên người một con chó, ta cho Lâm đại tiểu thư nói xin lỗi ăn nhập gì tới ngươi mà. Lâm Lâm ở một bên nhìn sửng sốt một chút, nàng thật sự là không nghĩ tới mặt lị lại có thể để cho bọn họ hiệu trưởng không lưng quỳ gối. Ngươi phải nói xin lỗi liền cùng hắn nói xin lỗi đi, ngươi làm nhục ta phụ thân sự việc ta là sẽ không tha thứ cho ngươi còn như ngươi làm nhục lâm gia lý giật có thể hay không tha thứ ngươi ta cũng không biết Mạc lị ý vị sâu xa nhìn một cái lý giật sau đó chính là khoác ở lâm lâm cánh tay lâm lâm sờ một cái mặt lị đầu an ủi quên nói cho các ngươi sau này lý giật chính là lâm gia gia chủ là ta lâm gia người nắm quyền thực sự vương đào và vương sông hai người bối rối trước mắt cái này tuổi quá trẻ chàng trai lại là lâm gia gia chủ lâm đại tiểu thư ngài nói là sự thật lâm gia gia chủ không nên họ lâm lý giật đứng ở một bên nhìn hai người khinh thường cười nói thế nào không họ lâm lại không thể trông coi lâm gia sao ngày hôm nay ta vậy không muốn nhiều lời nói nhảm cái cô gái này ta muốn mang đi còn như cái này thầy chủ nhiệm chờ ta lúc trở lại ta muốn một cái hài lòng kết quả nếu không tự gánh lấy hậu quả lý giật nói giống như là từng cây một kim thép vậy đâm vào vương sông trong lòng vương đào cung kính gật đầu một cái sau đó đưa đi ba người ngươi đều nghe được vương sông run rẩy nhìn vương đào nói hiệu trưởng ta nhiều năm như vậy vất vả là trường học bỏ ra ngài không thể vương sông à hiện tại ngươi chỉ có một cái cơ hội, đi cầm lâm đại tiểu thư và người tuổi trẻ kia cho dỗ tốt, trừ bọn họ ai cũng không cứu được ngươi. Vương Đào Thanh âm vậy rất dững dưng, mặc dù hắn biết lâm gia đã không được, nhưng lạc đà gầy lớn so với ngựa, làm sập một trường học vẫn dễ như trở bàn tay. Vương Song đã vừa mới đắc tội hoàng mấy người, hiện tại nào có vãn hồi chỗ trống, sau đó Vương Song thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy Chu gia và Lâm gia quan hệ một mực có va chạm, vừa vặn hắn biết Chu gia đại công tử, có lẽ hắn có thể giúp mình giải quyết chuyện này. Hiệu trưởng, ngài liền cùng tin tức tốt của ta đi. Vương Song hướng Vương Đào bày cái kế tiếp mặt mũi liền rời đi, Vương Đào trong lòng rất là nghi ngờ, không biết Vương Song có bài tẩy gì. Này, là Chu thiếu sao? Ta Vương Song à. Điện thoại bên kia Chu Kiến Hưng suy nghĩ hồi lâu nói, là trong đại học cái đó thầy chủ nhiệm. Vương Song lập tức ứng tiếng nói, đúng đúng đúng, Chu thiếu là ta. Mới vừa biết được tin tức nặng ký, Lâm gia đại tiểu thư muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, đây chính là Chu gia cao nhất phản kích thời gian. Chu Kiến Hưng nghi ngờ truy hỏi nói, ngươi là làm sao biết tin tức này? Vương Song ngượng ngùng cầm mới vừa sự việc không sót một chữ nói cho liền Chu Kiến Hưng nghe. "Phải, ta biết, ngươi ở đâu ta bây giờ đi qua, không nên gấp gáp, có chuyện gì ta cho ngươi giải quyết." Vương Song mừng rỡ như điên, nụ cười trên mặt vượt quá, nghe được Chu gia thiếu gia hứa hẹn hắn có cái gì sợ, trong lòng còn không ngừng mắng Lý Giật và Mạc Lệ, bất quá là Lâm gia mà thôi. Lý Giật và Mạc Lệ, Lâm Lâm ba người ngồi lên xe, nhìn Mạc Lệ thương tâm diễn cảm, Lý Giật cũng là tiến lên an ủi một phen, cuối cùng Mạc Lệ điều chỉnh xong trạng thái liền hướng Lâm Lâm quê nhà lên đường lý giật xe ở lái trên đường và đang chạy về trường học chu kiến hưng đi cái đối đầu chu kiến hưng liếc mắt một cái liền nhận ra mình xe suv lần này trong lòng hơn nữa khẳng định mới vừa sự việc là thật chỉ chốc lát sau chu kiến hưng đã đến trường học bên trong hắn rất là phách lối cho vương đào gọi điện thoại này vương hiệu trưởng ta chu kiến hưng ngươi ở trường học sao phòng làm việc của hiệu trưởng ở giữa vương đào đang nhức đầu mới vừa mặc lị và lý giật sự việc hiện tại lại tới một cái người gian ác chu gia công tử thật là đầu đau gần chết một thông điện thoại sau đó vương đào liền xuống lầu tìm được chu kiến hưng nói chu công tử ngài làm sao có rảnh rỗi tới trường học à chu kiến hưng dáng vẻ rất là cậu ấm nói không có chuyện gì à ta chính là đại biểu ta chu gia tới xem xem thuận tiện xem xem có cái gì phải ra tư kiến thiết không có ở thuận tiện tìm một chút cái đó thầy chủ nhiệm vương đào nghe được trước mặt nói trong lòng vui mừng sau đó chính là sắc mặt trở nên khó coi chu công tử mới vừa là ta cho ngài gọi điện thoại vương sông hưng phấn chạy đến chu kiến hưng và vương sông trước mặt vương sông vậy rất là làm khó nếu như chu gia ra mặt đây coi như là cầm mình kẹp đến ở giữa ngươi liền là mới vừa gặp qua lý giật và mặt lị cái đó vương sông liền trước điểm mấy cái đầu chu kiến hưng hướng về phía sau lưng mấy người hộ vệ tỏ ý sau đó sau lưng mấy tên cường tráng cầm vương sông vây lại nói ngươi có biết hay không tô tiên sinh và ta quan hệ thế nào ngươi lại dám động hắn đây không phải là và ta chu kiến hưng và ta chu gia làm khó dễ mà cho ta đánh vương sông một mặt mơ hồ hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua lý giật danh hiệu tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ trường học Vương Đào xem được cũng là sững sờ sững sốt một chút nhưng là không có ngăn cản, hắn biết Chu Kiến Hưng công việc này Diêm Vương thủ đoạn. "Chu công tử, ngài nghe ta giải thích à, ta không phải là cố ý." Chu Kiến Hưng hướng về phía Vương Đào tạm biệt sau liền tiêu sái trở lại trong xe nói, "Vương hiệu trưởng, người hẳn biết hắn nên xử lý như thế nào đi, đồng thời đắc tội ta Chu gia và Lâm gia, chắc hẳn hắn ở nơi này tỉnh thành cũng khó lẫn vào." Vương Song bị đánh nói đều không nói được, trơ mắt nhìn Chu Kiến Hưng ngồi xe ra cửa trường đám người sau khi đi vương đào nhìn được vương sông than thở nói ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo hiện tại ai cũng không cứu được ngươi vương sông trên đất trực tiếp khóc trống lên cái này kêu là chuyện gì à trắng trắng bị người đánh một lần còn mất việc cùng lúc đó chiếc kia lớn trên xe suv mạc lị lý giật và lâm lâm các người đang tai nạn xe cộ ở đó một nghỉ ngơi đột nhiên chu kiến hưng tên chữ xuất hiện ở lý giật trên màn ảnh điện thoại di động chu kiến hưng à thế nào Cô tiên sinh mới vừa ta tự mình phái người dạy dỗ vậy cái gì chó má thầy chủ nhiệm một lần hắn chân thực quá không phải đồ lại hồi báo cho ta ngươi và mạc lỵ hành tung hắn không biết hiện tại chu gia và lâm gia quan hệ sao lý giật mỉm cười một cười nói vậy thì thật là làm phiền chu công tử hy vọng ngươi sau này cũng có thể muốn ngày hôm nay như vậy đối đãi với ta lâm gia và cô nhi viện chu kiến hưng ở bên đầu điện thoại kia thề thành khẩn hướng lý giật bảo đảm sau này theo hắn điều khiển tuyệt không hai lời sau khi cúp điện thoại mạc lỵ và lâm lâm nghi hoặc nhìn lý giật hỏi chu kiến hưng vậy ra chuyện gì lý giật lắc đầu một cái cầm mới vừa nội dung điện thoại toàn bộ nói cho hai người trong xe có thể nói là tiếng cười nói mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Chương 597, Nhã cung. Rất nhanh đám người đã đến trên xa lộ, Lâm Lâm ở trước mặt chỉ đường, Lý Giật chính là ở trong xe nghỉ ngơi dưỡng sức, đoạn thời gian này quả thật cầm Lý Giật mệt mỏi được không nhẹ, hơn nữa vết thương trên người cho tới bây giờ không có đứt đoạn. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Lệ Thắng gấp xe một cái liền đem Lý Giật cho đánh thức. Trước mặt đây là cái gì à, lại thế nào ngăn chúng ta không để cho đi đây? Đối mặt Mạc Lệ nghi vấn, Lâm Lâm chính là quay cửa kính xe xuống hình như là chuẩn bị đối người bên ngoài nói chuyện trước không cần dược liệu hoặc là vật kỷ niệm sao? Một cái nhìn như chất phát lão bà bà đi tới bên cạnh xe hướng về phía trong xe nói. Bà bà nhà chúng ta cũng có quá nhiều loại vật này, nhà ta ngay ở phía trước. Lão bà bà quan sát một tí lâm lâm sau đó yên lặng rời đi, mặt lị nhìn có chút mộng. Xe tiếp tục lên đường, trên đường còn đụng phải hết mấy muốn mới vừa cái đó lão bà bà tương tự người bán. Lâm lâm, các ngươi nơi này bán đồ đều là thông qua cái loại này con đường sao? Lâm lâm gật đầu một cái, sau đó Lý Dật liền giải thích tàn khu người ở thưa thất trừ địa phương tỉnh thành ra không có người nào những người này phần lớn thông qua lui tới xe cổ bán mình đồ, cho nên Lâm Lâm người nhà vừa vặn mượn Lâm Lâm ở chúng ta bên kia đi học, thừa dịp ngoài giờ học tới bán dược liệu. Mạc Lệ gật đầu một cái, sau đó Lâm Lâm mở miệng bổ sung. Thật ra thì chúng ta đại đa số thôn dân cũng sẽ không ở loại địa phương này mua bán đồ, trên đường này phần lớn đều là gian thương, ngươi không mua hắn cũng sẽ không để cho ngươi đi. Cho nên ta một mực tỏ rõ ta tàn khu thân phận, bọn họ mới không có làm khó chúng ta. Hai người rất là kinh ngạc, bất quá ở lâm lâm giải thích hạ hai người cũng có thể hiểu dẫu sao ở dưới hoàn cảnh này sinh tồn đều là việc khó mà chớ nói chi là đầy đủ sung túc dọc theo đường đi tàn khu phong cảnh rất đẹp đám mây ngay tại trên đỉnh đầu không thật giống như đất liền và bầu trời nối liền vậy đi vào tàn khu chỗ sâu sau có thể thấy không thiếu dân du mục xua đuổi súc vật ở trên cỏ di động cái loại này ngành chăn nuôi gia súc cũng là tàn khu chủ yếu nguồn kinh tế và nguồn thức ăn một trong căn cứ lâm lâm chỉ dẫn mặt lị đem xe mở đến liền một cái nơi tụ tập bên trong nơi nào có trước chở tốt lều vải nhìn như rất là vững chắc cùng bình thường xây dựng hoàn toàn khác nhau xuống xe sau lâm lâm hít một hơi thật sâu nói nơi này là tộc nhân ta tụ tập địa phương để cho tiện mua bán hàng hóa nơi tụ tập trước mặt chính là của chúng ta thủ thành tung thành phố xuống xe sau mạc lị có chút khó chịu cái này một chi tiết lâm lâm và lý giật ở trên xe cũng đã rõ ràng cảm giác được mạc lị ngươi có tốt không lý giật quan tâm hỏi nói một bên lâm lâm vội vàng chạy vào nơi tụ tập bên trong lý giật vậy chưa kịp hỏi không có chuyện gì ta chỉ là có chút choáng váng đầu nghỉ ngơi một tí là tốt dứt lời Lâm Lâm trong tay cầm hai cái bằng sắt bình, giống như là loại nào đó hóa học đồ dùng chạy tới. Mạc Lệ tỷ tỷ nhanh chóng hút hai miệng. Lý giật và Mạc Lệ nghi hoặc nhìn Lâm Lâm, bọn họ không biết trước mặt vật này rốt cuộc là cái gì. Lâm Lâm nhìn do dự hai người giải thích, bây giờ chỗ này còn cầm còn chưa tới chỗ cao nhất, Mạc Lệ tỷ tỷ cũng chỉ là có một chút cao nguyên phản ứng, càng hướng bên trong mở, cao nguyên phản ứng càng nghiêm trọng, đây là bình dưỡng khí, ở các ngươi không thoải mái thời điểm cầm hút hai cái là có thể chậm tách ra tàn khu không khí mỏng manh chúng ta nơi này kinh thường gặp được không thiếu người trung nguyên bởi vì không thích ứng cao nguyên cuối cùng sinh ra thiếu dưỡng khí bị sốc nghe lâm lâm nói như thế khủng bố lý giật và mạc lỵ hai người chậm rãi nhận lấy bình dưỡng khí mạc lỵ vội vàng hít hai cái quá trình vậy không có cảm giác gì và phổ thông hô hấp giống nhau như đúc cảm ơn ngươi lâm lâm ta tốt hơn nhiều lý giật trong tay cầm bình dưỡng khí cũng không có hút chỉ là đối lâm lâm truy hỏi nói ta cái gì ta không có chuyện gì lâm lâm giải thích cái này thuyết minh tô đại ca thân thể tố chất tương đối khá chúng ta ở đây người vậy sanh ra được liền tiếp xúc hoàn cảnh như vậy dĩ nhiên là không cảm giác cái gì, nhưng là không thiếu người trung nguyên không có trải qua loại cảm giác này lần đầu tiên tới nơi này liền sẽ phát sinh như vậy tình huống. Nhắc tới ta mới vừa trên lúc học đại học vậy ở trường học té xỉu qua. Lâm Lâm ngượng ngùng sờ một cái đầu, Lý Dật quả thật cảm thấy rất hứng thú truy hỏi nói, chẳng lẽ là trung nguyên không khí vậy mỏng manh. Lâm Lâm cười một tiếng nói, không không không, cũng không phải là không khí mỏng manh, mà là không khí chất lượng quá cao, choáng ván dưỡng. Mạc Lệ nghe xong phốc suy một tí bật cười, Đám người không chỉ có xúc động thế giới thần kỳ, không chỉ có thiếu dưỡng khí nói đến, còn có choáng váng dưỡng khí. Đây là, trong xe đột nhiên phát ra một hồi động tĩnh, bên trong chậm rãi đi ra một bóng người, chính là Lâm Sơn Sơn. Ta à đây là ở đâu? Kinh ngạc ba người thấy Lâm Sơn Sơn chính là cả kinh, dọc theo đường đi đều không tỉnh lại hắn lại vào lúc này tỉnh. Lâm Sơn Sơn tỷ tỷ ngươi rốt cuộc tỉnh. Lâm Lâm ôm Lâm Sơn Sơn, Lâm Sơn Sơn có chút không thích ứng, không biết là bởi vì cao nguyên thiếu dưỡng khí vẫn là bởi vì ngủ quá lâu đầu óc có chút mơ hồ. Lâm Lâm ngươi dẫn ta đi vào ngồi một chút đi, mặc lị các ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Lâm Lâm bị Lý Dật đánh thức, hiện tại mới tỉnh lại. Ngươi nhìn ta kích động đều quên hết, đi, ta mang các ngươi đi vào. Lâm Lâm mang Lý Dật đám người đi tới vậy phiến trong lều, bên trong không thiếu du mục dân đang phơi nắng trước không thiếu thức ăn còn có dược liệu, người người thấy Lâm Lâm cũng chào hỏi, thái độ và dáng vẻ thật giống như rất là tôn kính Lâm Lâm, sau đó Lâm Lâm chính là cầm Lý Dật đám người dẫn tới một cái lớn nhất trong lều. Đến, đây chính là nhà chúng ta chỗ ở, trùng hợp ta phụ thân ngày hôm nay cũng ở đây. Lý Dật ngẩng đầu ưỡn ngực rất là trang trọng đi vào lều vải, vậy Lý Dật thấy trưởng bối đều là cung kính. A à Mã, các bạn của ta tới. Bên trong đối với hòa ái vợ chồng đi ra, nam cao lớn uy mãnh, nữ cũng có chút rất nhiều anh hùng khí khái, nhưng trên mặt đều là hiền hòa nụ cười. Hoan nghênh đường xa tới các bạn, ta trước nghe Lâm Lâm nói chuyện giữa các ngươi, rất cảm ơn các ngươi có thể vừa ý chúng ta dược liệu. Lý Dật chấp hai tay hướng về phía Lâm Lâm A à Mã cúi đầu một cái, mặt lị và dựa theo Lý Dật mới vừa dáng vẻ vậy cúi đầu một cái. Các ngươi thật thật sự là quá khách khí, nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, sau này muốn tới bên này chơi liền để cho Lâm Lâm mang các ngươi tới. Ta kêu Nhã cung, bên cạnh là Lâm Lâm mẫu thân ha ha sáo, các ngươi phải đem nơi này làm nhà mình không nên câu nệ, cao nguyên người cho tới bây giờ không thích những cái kia. Hào phóng người đàn ông nói mặc dù có chút thô cùng, nhưng là Lý Dật và Lâm gia tỷ muội nghe rất thoải mái, từ bên trong có thể nghe ra chân thành, phóng khoáng, chất phát mùi vị. Thúc thúc ngươi yên tâm đi, chỉ cần chúng ta tới cái này nhất định thông báo ngài, lần này chủ yếu là đến tìm ít đồ, trước ngài cho ta đưa dược liệu đều không không tệ, cho nên muốn trước tới địa phương xem xem có hay không ta dược liệu cần thiết. Lý Dật còn không đáp lời, chỉ gặp Nhã Cung trực tiếp kéo Lý Dật tay liền đi ra ngoài. A à Mã, ngươi để cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới mới vừa tới nơi này. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Chương 598, hội họp lớn. Lâm Lâm ở phía sau đuổi theo, Mạc Lệ và Lâm Sân Sân hai người không biết làm sao, ha ha Sáu ở phía sau giải thích, hắn chính là như vậy, tánh tình nóng nảy liền một chút, các ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một tí, mới vừa lâm lâm cầm hai cái bình dưỡng khí phỏng đoán chỉ có thể các ngươi dùng một ngày, các ngươi nếu như không đủ tùy thời cùng ta nói, ta cho các ngươi cầm. Mạc Lệ hướng ha ha sáu nói cảm ơn, Mạc Lệ chỉ cảm thấy cái này hai vợ chồng cái là hai cái cực đoan, một cái tánh tình nóng nảy rất, một cái tính tình ôn hòa và người trung nguyên kém không nhiều. Bị kéo ra ngoài lý giật đi theo nhã cung đến một cái phơi nắng dược liệu địa phương, chỉ thấy phía trước một khoảng trống lớn trên có không thiếu cái sàn, phía trên đều là đủ loại các dạng đã bị hơ khô dược liệu. Chàng trai, ngươi xem ngươi muốn thứ gì nói thẳng, ta đưa cho ngươi. Lý Dật xem cái này bày la liệt dược liệu chạy tới mình xem xét, đuổi theo ra lâm lâm khoát qua nhã cung cánh tay trách cứ nói, ngươi cũng không để cho hắn ở nghỉ ngơi một hồi, đồ lại không chạy khỏi. Đối mặt con gái mình trách cứ nhã cung vui vẻ cười to, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình công chúa nhỏ bây giờ lại vậy sẽ như thế quan tâm người. Tốt lắm tốt lắm, ta biết lỗi rồi, chờ một chút ta đi nguyên điểm ăn ngon buổi tối nhất định khoảng đãi một tí bạn ngươi. Lâm lâm rút vào nhã cung trên mình rất là thỏa mãn, lý giật chính là một mực ở trong dược liệu tới tới lui lui qua lại tựa như quên mất bên cạnh còn đứng lâm lâm hai cha con gái ước chừng qua hơn một tiếng lâm lâm và nhã cung liền liền ngáp lý giật nhìn như còn không có ý rời đi người tuổi trẻ dược liệu không chạy khỏi chúng ta trước ăn một chút gì đi ta đã an bài người làm xong thức ăn lý giật nghe được cái này đối cha con gái nói chính là tỉnh hồn lại mới vừa cử động thật sự là quá mức vô lý xin lỗi thúc thúc ta chỉ là thấy cái này sau đó có chút quá mức kích động Nhã cung nhìn thẳng thắng Lý Dật không có một chút xíu không ưa, ngược lại là rất coi trọng người trẻ tuổi này. Trở lại lều vải sau đó, chỉ gặp Mạc Lệ và Lâm Sơn Sơn hai người đã cùng Lâm Lâm mẫu thân nói đến cùng nhau, ba người nhìn như giống như là biết rất lâu. Mạc Lệ thấy Lý Dật trở về trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, nhưng cái này lần Lâm Sơn Sơn thấy lại không có nổi giận, cái này để cho Lý Dật rất là không rõ ràng. Trở về ba người vừa mới tới trong lều ngồi xuống, bên ngoài truyền tới một hồi tất tất tắc tắc thanh âm, hai người mang một tấm ván, phía trên bày tất cả đều là khối lớn khối lớn thịt, Lý Dật, Lâm Sơn Sơn và Mạc Lệ ba người nhìn trước mắt thức ăn thất kinh, liền một cây cải xanh cũng không có. Tới, ngày hôm nay ta vì các ngươi giết một đầu trâu, mau tới nếm thử một chút chính ta nuôi bò Tây Tạng, ngày thường ở các ngươi Trung Nguyên có thể không ăn được. Lý Dật rất là không khách khí nhận lấy Nhã Cung đưa tới một khối to lớn thịt bò khối trực tiếp cầm đi lên. Nhã Cung thấy vậy vui vẻ cười to đứng lên, Lý Dật ăn hai miệng nói, cảm ơn thúc thúc khoản đãi. Mạc Lệ và nhìn lớn như vậy khối thịt bò không thể nào ra tay, một bên Lâm Lâm hiển nhiên nhìn thấu hai người lo âu liền vội vàng tiếng lên nói, ta tới giúp các ngươi đi, chúng ta nơi này ăn thịt đều là ăn như vậy, các ngươi đừng thấy lạ à. Mạc Lệ Lâm sân sân hai tỷ mũi lắc đầu liên tục, mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương phong tục. Lâm Lâm cẩn thận giúp hai người chia thịt bò, nhã cung chính là cầm một khối lớn mang xương thịt bò ăn. Người đâu, cầm ta thượng hạng lúa mì thanh khoa rượu cho ta lấy tới. Chỉ chốc lát sau bên ngoài thì có một người đàn ông đã lấy tới một vò rượu, nhã cung mở ra phía trên phong vải, nhất thời trong nhà phiêu tán đều là rượu nhang. Có thể Lý Dật tự hồ không có chú ý cái này, từ nhã cung hành vi cử chỉ trong đó Lý Dật phát hiện, người đàn ông này tự hồ ở nơi này nơi tụ tập ở giữa địa vị rất cao giống như là, cái này vô một cõi như nhau. Nhã cung thành tựu chỗ này duy nhất sinh viên từ một điểm này cũng có thể nhìn ra nhà các nàng ở chỗ này thực lực. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Lâm phụ thân giúp Lý Dật đám người sửa sang lại chỗ ngủ, Lý Dật chính là đơn độc ở một cái nhỏ bên trong lều. Nửa đêm, Lý Dật trằn trọc trở mình không ngủ được, sau đó ra lều vải đến vậy phiến phơi nắng dược liệu địa phương. Lý Dật dùng ánh sáng của điện thoại di động dựa theo bên trên dược liệu, chỉ gặp phía trên đã còn dư lại không có mấy, không phải là bị người cầm đi mà là thu lại ở tàn khu chỗ này thuộc về lưỡng cực phân hóa ban ngày rất nóng buổi tối rất lạnh trừ một ít kháng đông dược liệu cái sàn trên trên căn bản không có cái khác dược liệu tung tích hụ hụ một hồi người đàn ông tiếng ho khang vang lên sau đó lâm lâm phụ thân đi ra thúc thúc ngươi thức dậy làm gì lý giật cung kính hướng nhã cung hỏi không việc gì liền là buổi tối đi ra vòng vo một chút gần đây chúng ta đây có không thiếu kẻ gian đặc biệt nhìn chằm chằm chúng ta hàng hóa vốn là chúng ta liền muốn mấy ngày nay cần có thể bán cũng cho mua xong mua ít đồ trở về mình thôn nhưng gần đây nơi này nháo mã phỉ chúng ta gần đây bất an ninh à lý giật rất là nghi ngờ hiện tại đã là cái gì niên đại tại sao còn có mã phỉ thúc thúc hiện tại đã là niên đại hòa bình coi như nơi này so với trung nguyên lạc hậu hẳn cũng sẽ không có mã phỉ à nhã cung thở dài một hơi nói ngươi là không biết cách nơi này chỗ không xa có cái hội họp lớn người lân cận đều biết viễn phương vậy có không ít người vậy lúc nghe sau rối rít chạy tới không biết từ đâu tới đây liền một nhóm mã phỉ gặp người liền cướp, rất là bá đạo, chủ yếu là bọn họ trên tay có súng. Lý giật khiếp sợ truy hỏi nói, chẳng lẽ ba ngày ban mặt liền không người quản chế bọn họ mà. Nhã cung hướng về phía Lý giật nói rõ tàn khu tình huống, đất rộng người thưa, cảnh sát vậy cầm bọn họ không có bất kỳ biện pháp. Thúc thúc, đó là cái cái gì hội họp lớn, dựa theo ngươi nói mã phỉ có phải là vì hội họp lớn ở giữa đồ. Nhã cung từ trong túi cầm ra một quả đồng bài nói, chính là cái này, đây là chúng ta tàn khu 10 năm một lần dám bảo hội họp lớn, bên trong có tất cả lớn nhỏ nhà giàu, còn có không thiếu đồ cổ được đại lão tân quý. Đây là giấy thông hành, chỉ có trong thông thủ lãnh hoặc là người có thực lực mới có thể tham gia, vốn là ta muốn đi, có thể ta chuyến đi này lo lắng tộc nhân bị khi dễ cho nên. Lý giật xem cái này nhã cung trong tay đồng bài có chút quen thuộc, giống như là ở đó gặp qua như nhau, bất quá cái này hội họp lớn đúng là đưa tới hắn hứng thú. Thúc thúc, ngày thường ta tương đối thích loại vật này, nếu như ngươi có cái gì muốn mua bán hàng hóa cứ việc cho ta, ta giúp ngươi đi nơi đó mua bán, còn như cái này hội họp lớn tư cách có thể hay không nhường cho ta. Nhã cung rất là khiếp sợ, người trẻ tuổi này nghe được mã phỉ lại một chút cũng không sợ ngươi vẫn là quá non nớt điểm ta đều không chắc chắn chiến thắng bọn họ vạn nhất ngươi trên đường đi đụng phải ta làm sao hướng người nhà ngươi hướng lâm lâm giao phó à lý giật lắc đầu một cái nói ngài yên tâm thúc thúc ta người này nói được là làm được hơn nữa lần này tới ta vốn chính là tìm đồ thực không dám giấu giếm ta người bạn kia xảy ra chút bất ngờ lâm lâm nói tàn khu có một loại hung hiểm phương pháp tuyệt đối không thể mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chương năm trăm chín mươi chín huyết bồ đào Nhã cung trách mắng trước mặt người tuổi trẻ, người tuổi trẻ thật sự là quá không biết trời cao đất rộng, Lâm Lâm cũng là sao có thể tùy ý nói ra cái phương pháp này. Lý Dật nhìn Nhã cung rất là kinh ngạc, mặc dù biết thời gian không dài, có thể từ đủ loại dấu hiệu đi lên xem Nhã cung rất là cưng chiều yêu con gái hắn. Thúc thúc, cái này ở giữa có cái gì cấm kỵ sao? Nhã cung thở dài một hơi quay đầu rời đi, tự hồ rất là không nhịn được Lý Dật hỏi vấn đề, Lý Dật cũng không có đuổi theo sau đó chính là trở lại mình trong lều. Sáng sớm hôm sau, Nhã cung và thường ngày đi chung quanh hỏi dò thuận tiện xem xem có hay không lữ khách thu mình hàng hóa lý giật nhắm ngay cái này buổi trống chạy đến lâm lâm bên người tô đại ca ngươi làm gì à lén lén lúc lúc nhã cung trên mặt có chút mắt cỡ đỏ bừng phỏng đoán cho tới bây giờ không có ở cái này quê hương của mình bị người như vậy đối đãi với lâm lâm ta hỏi một mình ngươi vấn đề vô cùng nghiêm túc nhìn nghiêm mặt lý giật lâm lâm tiếng hít thở càng ngày càng nặng trên mặt lại là đỏ nóng lên tô tô đại ca có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng không cần cùng ta khách khí Lý Dật không chút nào nhận ra được Lâm Lâm trên mặt biến hóa thẳng thắn hỏi, ngươi trước nói phương pháp rốt cuộc là cái gì, tại sao ngươi phụ thân nghe được ta nói thời điểm thái độ đổi được khác thường như vậy? Lâm Lâm nghe được Lý Dật lời này trong lòng lột bột một tí, trên mặt đỏ ửng lập tức tiêu tản ra. Ngươi nói là huyết bồ đào à? Lý Dật sửng sốt một tí truy hỏi nói, huyết bồ đào? Rốt cuộc cái gì là huyết bồ đào? Nhã cung quay đầu lại như có điều suy nghĩ nói, huyết bồ đào là chúng ta nơi này linh dược, nghe nói ở tàn khu có một viên đặc thù cây nho, cây này là dùng máu người cung dưỡng, chỉ là đây đều là truyền thuyết cụ thể có hay không ta không biết, ta sao cầm nơi này cũng cầm câu chuyện này dùng tới dọa đứa nhỏ dùng, vì chính là phòng ngừa đứa nhỏ tự mình chạy ra ngoài ở trong thảo nguyên lạc đường. Nhưng Lý Giật cũng không như thế cho rằng, từ nhã cung biểu hiện trên mình tới xem tuyệt không phải như thế đơn giản, huống chi coi như là truyền thuyết thần thoại cũng đều phải nhất định có căn cứ cũng không phải là lời nói suông không có căn cứ. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ một bên truyền tới, Lý Giật sợ mới vừa đối thoại bị Lâm Lâm phụ thân phát hiện liền vội vàng xoay người hướng xa xa đi tới. Lâm Lâm, Lý Dật đâu? mới vừa ta còn nghe được các ngươi chung một chỗ nói chuyện đây. Lâm Lâm nhìn chạy về phía Viễn Phương không có tung tích lý giật không biết làm sao hướng về phía Mạc Lệ nói, hắn đi tìm phụ thân ta, chúng ta trở về cùng hắn đi. Lâm Lâm ấp a ấp úng có chút chột dạ, nàng sợ là Mạc Lệ hiểu lầm, mặc dù nàng đối lý giật có một ít hảo cảm, nhưng tàn khu lễ phép phức tạp, vậy phải đi qua mình phụ mẫu đồng ý. Chạy đi lý giật nhìn Viễn Phương cảnh sắc, không xa thành bang chỗ nhìn như rất là sầm uất. Người tuổi trẻ, ta cuối cùng ở xin khuyên một câu, nếu như ngươi là tới làm khách ta đặc biệt hoan nghênh nếu như ngươi là tới tìm kiếm cái đó cổ pháp ta khuyên ngươi hay là trở về đi thôi nhã cung bất thình lình từ lý giật xuất hiện sau lưng lý giật vậy rất là giật mình thúc thúc coi như ngươi muốn ta buông tha cũng phải cấp ta nói rõ ràng đi nếu không ta không cam lòng à nhã cung đối mặt cố chấp lý giật rất là bất đắc dĩ nói mới vừa ngươi không phải cũng nghe được liền lâm lâm nói huyết bồ đào vật này tràn đầy tà tính không phải tầm thường đồ lý giật truy hỏi nói thúc thúc chẳng lẽ ngài gặp qua huyết bồ đào nhã cung gật đầu một cái mặt lộ ưu thương vẻ nói thật ra thì Lâm Lâm còn có một người anh, muốn lớn hơn nàng 4 tuổi, chỉ bất quá ở Lâm Lâm còn không ra đời thời điểm liền mất tích. Lý giật lại là tò mò, không nghĩ tới Lâm Lâm lại còn có một người anh. Tại sao nói chúng ta nơi này vận dụng huyết bồ đào hù đứa nhỏ là có nguyên nhân, truyền thuyết vậy huyết bồ đào là cần biển thông máu tươi tưới mới có thể trưởng thành kết quả. Một đứa bé sơ sinh máu tươi tối đa chỉ có thể kết ra một viên huyết bồ đào, có thể nói đây là một cái lấy mạng đổi mạng phương pháp. Lý giật sắc mặt kinh hoàng hỏi, chẳng lẽ hàng này ở đó một tà thuộc liền không người ngăn lại sao? nhã cung lắc đầu một cái tiếp tục nói cũng không phải là không người ngăn cản mà là cái này cây nho nhánh cây giống như là sắt thép vậy cứng rắn không thiếu kỳ nhân dị sĩ dùng không biết nhiều ít loại biện pháp đều không thành công diệt trừ cuối cùng vì không để cho nó làm hại nhân gian mấy cái pháp sư liền cho phong ấn lý giật nghe xong gật đầu một cái sau đó vang lên lâm lâm ca ca hỏi cái này cùng lâm lâm ca ca chết có quan hệ thế nào sao nhã cung nước mắt có chút banh không ngừng run rẩy nói con trai ta là cái tốt hài tử chuyện này đều do ta từ huyết bồ đào cây bị phong ấn sau đó mỗi cái bộ lạc trong thôn luôn là sẽ ném đứa nhỏ con trai ta cũng không may mắn mất tích. Liên quan tới cái này nói chuyện có nhiều loại, có nói là huyết bồ đào cây còn chưa chết, nó khi đói bụng sẽ đưa ra mình rễ cây đi ra kiếm ăn, còn có nói là còn có người có khác để tâm muốn lợi dụng huyết bồ đào cây vân, vân. Nhưng gần đây nhiều năm như vậy cũng không có ở xuất hiện qua chuyện tương tự tình, mọi người cũng không nguyện ý ở nhắc tới, cuối cùng bọn nhỏ mất tích chuyện này từ từ quên đi. Lý giật thất kinh, hắn từ chưa có nghe nói qua cái loại này kỳ văn, nếu như huyết bồ đào thật cần một cái đứa bé một mạng đổi một mạng lý giật tình nguyện không cứu lâm sân sân. Thúc thúc, ta biết, Ta tự do đúng mực, thật ra thì ta tới nơi này còn khác biệt ý đồ, coi như ta không cần huyết bồ đào ta cũng muốn tiếp xúc mấy loại đặc thù dược liệu cứu trợ bạn ta. Nhã cung nghe được lý giật nhã liền liền vỗ hắn bả vai nói, ngươi yên tâm, chỉ cần thúc thúc nơi này có, có thể tìm được, ngươi cứ mở miệng. Nhã cung trả lời hiện ra hết cao nguyên người bản sắc, lý giật vui mừng cười một tiếng. Dù sao cái đó hội họp lớn ta là không dự định đi, nếu như ngươi thật cân nhắc kỹ không bí quá hóa liệu ta liền đưa cái này cơ hội nhường cho ngươi, để cho lâm lâm cho các ngươi chỉ đường, nhớ lấy, bảo vệ tốt mấy cái này cô gái. Ta rất coi trọng ngươi." Lý Dật nhận lấy nhã cung trong tay đồng bài, phía trên văn lộ kỳ quái để cho Lý Dật rất là tò mò, từ tối hôm qua một mực thèm đến hiện tại. "Thật là cảm ơn thúc thúc, ngài yên tâm, ta nhất định đem Lâm Lâm hoàn hảo không hao tổn đưa về tới." Lý Dật hướng về phía nhã cung chắp tay cúi đầu một cái, nhã cung cầm Lý Dật đỡ dậy sau đó hỏi một cái để cho Lý Dật đỏ mặt vấn đề. "Ngươi và ta nhà tiểu ma đầu có phải hay không ở cùng một chỗ?" Lý Dật bị nhã cung vấn đề gây ra không sợ được tìm bắt, sau đó chần chờ nói, "Thúc thúc, ngươi cái này kể từ đâu à?" ta và mấy người các nàng người đều là trong sạch, đều là bằng hữu thân thiết. Ừ, thật chỉ là bạn sao. Coi như và Lâm Lâm không có quan hệ gì, và vậy hai người cô gái vậy không nói rõ ràng đi, Thúc Thúc có thể là người từng trải, lúc còn trẻ sau lưng cũng là hơn mấy chục cái cô gái truy đuổi đây. Lý giật lúng túng cười một tiếng, sau đó nhã cung nói, không treo ngươi lựa chọn là dạng gì, ta chỉ hy vọng nếu như ngươi không thích Lâm Lâm thời điểm nói cho ta một tiếng, ta cái này làm phụ thân để an ủi nàng, muôn ngàn lần không thể để cho nàng một người một mình chịu đựng. Chương 600, chạy tới tác thị. Nhã cung lão phụ thân nhân vật triển hiện tinh tế lý giật từ dung hợp trí nhớ sau đó cũng chưa có cảm thụ qua cha thương thấy nhã cung trong lòng không khỏi đau xót trở lại trong lều đám người ăn xong cơm tối nhã cung cầm chuyện toàn bộ sau khi thông báo xong liền là lý giật đám người chuẩn bị xong vật cần thiết thuận lợi ngày thứ hai lên đường trở lại trong lều lúc nghỉ ngơi lý giật đã không kềm chế được vui sướng trong lòng một đêm cũng ngủ không ngon hắn trong lòng con sâu thèm ăn đã đói khát khó nhịn cái loại này kích thước hội họp lớn ở đại thanh triều thời điểm lý giật chỉ thích tham gia suy nghĩ một chút bên trong kỳ trân dị bảo lý giật cười ngây ngô sáng sớm hôm sau đám người xúc thế đại phát trên xe không hề ăn ít quát đồ đều là để ngừa bất cứ tình huống nào có bình dưỡng khí thức ăn lều vải vân vân và nhã cung tạm biệt sau lý giật một nhóm bốn người liền hướng tác thị phương hướng chạy tới nhã cung cho Mạc lỵ nói một cái đường mòn nói là bên kia không có ngựa phỉ qua lại ở lâm lâm dưới sự chỉ dẫn thuận lợi xuyên qua thảo nguyên đến tác thị thành bên chỗ mới vừa đến gần thời điểm liền thấy tác thị bên trong yên hỏa khí chắc hẳn bên trong rất là náo nhiệt đến gần sau ở thành nơi miệng liền có thể nghe được bên trong tiếng trao hàng tiếng la trước mặt chính là tác thị trước kia khi còn bé ta phụ thân kinh thường xuyên ta tới nơi này mua bán hàng hóa trưởng thành ta ở nơi này đi học nhắc tới ta cũng đã lâu không trở lại tác thị lâm sơn sơn đối bên ngoài cảm thấy rất hứng thú hướng về phía tàn khu đặc thù quần áo trang sức nhìn hồi lâu dù sao đi vào vậy không có chuyện gì chờ chúng ta tìm được chỗ ở tìm được cái đó hội họp lớn vị trí ngay tại trong thành vòng vo một chút đi coi như lý giật tư tưởng chưa có hoàn toàn thay đổi hắn vậy rõ ràng mua đồ đi dạo phố là bản tính của phụ nữ chớ nói chi là lâm gia hai cái nghìn vàng được a, à, ta mang các ngươi nếm thử một chút địa phương ăn vặt thuận tiện mang các ngươi nhìn ta một chút trường xưa. Mạc Lệ đem xe lái vào tác thị bên trong, người ở bên trong không chỉ có tàn khu phục sức người, còn có không thiếu người bình thường lối ăn mặc vừa thấy chính là và lý giật các người như nhau tới nơi này tham gia hội họp lớn. Liền ở đây nhà đi, chúng ta trước thường xuyên ở chỗ này đặt chân, bà chủ người rất tốt. Nghe xong Lâm Lâm đề nghị Mạc Lệ đậu xe ở một bên, rất nhanh bên trong liền đi ra một cái dáng thước tha người phụ nữ. Khách quan à, nơi này không thể đậu xe, hậu viện là chúng ta khu đậu xe vực, cùng để ta đi. Mạc Lệ lái xe đi hậu viện, Lâm Lâm, Lâm Sơn Sơn và Lý Dật đi trước xuống xe. Đây không phải là Lâm Lâm mà. Ngày hôm nay không cùng ngươi A Mã cùng đi à? Nhã Cung hướng người phụ nữ được rồi một cái tàn khu lễ nghi nói, lần khúc A Di mạnh khỏe lâu không gặp à, ngươi vẫn là như thế xinh xắn. Lần khúc ông một tí Lâm Lâm sau đó nghi hoặc nhìn Lý Dật đám người nói, những người này đều là bạn ngươi sao? Lâm Lâm gật đầu một cái nói, những thứ này đều là ta trên lúc học đại học biết bạn tốt, ở A Mã ta vậy quá nhàm chán liền muốn tới nơi này vòng vo một chút thuận tiện tham gia một tí hội họp lớn lần khúc trợn to cặp mắt nhìn lý giật một tí nói các ngươi là người trung nguyên đi ta kêu thái phân lâm lâm nghi hoặc nhìn lần khúc lý giật nhưng là lập tức liền biết rõ ta nói nhìn ngươi gương mặt không giống như là tàn khu lúc đầu chúng ta là đồng hương à mặt lị đậu xe xong sau đó thái phân liền đem lý giật đám người mang đến khách sạn bên trong bên trong sửa sang đang cổ sắc cổ nhang rất có tàn khu phong cách thái phân là lý giật các người chuẩn bị xong nước trà sau đó ngồi xuống nói nói lúc ấy lâm lâm báo thi đại học vẫn là ta đề nghị nàng đi tỉnh chúng ta thành không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu mang đồng hương cửa đã tới rồi. Đám người lao trước chuyện nhà, từ Thái Phân trong miệng biết được, nàng là một cái người phụ nữ ly hôn, sau khi ly dị một thân một mình chạy đến tàn khu kinh doanh khách sạn này, làm ăn coi như không tệ đủ mình chi tiêu, nhiều năm như vậy vậy chưa từng nghĩ ở gã. Đều nói tàn khu là chữa thương thánh địa, ngài cũng không có nghĩ tới trở về nữa. mặc Lị ở một bên hỏi ra tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề, mặc dù Thái Phân tuổi tác không nhỏ, có thể lấy nàng tướng mạo, dáng vẻ tuyệt không thể so với cái khác cùng lứa người phụ nữ kém, các ngươi đứa nhỏ mỗi nhà hỏi thăm như vậy nhiều làm gì dứt lời bên ngoài liền truyền ra những người khác thanh âm thái vân đứng dậy đi gọi những người khác lý giật các người gặp thái Phân nhanh lên trở về đến đã chuẩn bị xong trong phòng lý giật một mình một gian lâm sân sân mạc lỵ và lâm lâm ba người một gian nghỉ ngơi chốc lát đến buổi chiều lý giật cửa phòng bị người gõ hai cái ai à là ta mạc lỵ lý giật chậm rãi đi tới mở một chút cửa phòng nói thế nào mạc Lị ấp a à ấp úng vừa nói ra cái nguyên do chúng ta ra đi vòng vòng đi Lý Dật mỉm cười cười một tiếng, cuối cùng vẫn là không có tránh được giúp các nàng sách túi vận mệnh. Đi, kêu hai nàng, chúng ta đi thể nghiệm một tí địa phương phong thổ nhân tình. Mạc Lệ cười chạy đến cách vách gian phòng gọi ra Lâm Sơn Sơn và Lâm Lâm hai người, Lý Dật thở dài một cái lắc đầu một cái liền đi theo phía sau các nàng đi tới tác thị trong đường phố. Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu trở tối, không thiếu đống lửa đã dấy lên. Quả nhiên không ra Lý Dật sở liệu, Lâm Sơn Sơn trạm thứ nhất liền chạy tới bán tàn khu phục sức cửa hàng, bên trong có hai cái tàn khu cô gái tuổi tác và Lý Dật đám người kém không nhiều, trong ngày thường chính là dựa vào cái này duy trì sinh hoạt tới xem một chút đi chúng ta nơi này đều là nhảy tương đối trẻ tuổi phong cách rất thích hợp lớn lên xinh đẹp cô gái Mạc lị và lâm lâm thấy lâm sơn sơn đi vào lâm lâm vậy la hét nói là mình rất lâu cũng không mặc qua tàn khu phục trang cũng cần mua một bộ lý giật liền ở phía sau nhìn ba người chỉ chốc lát sau lâm lâm trên mặt lộ ra lau một cái quỷ dị mỉm cười ba người kéo lý giật tiến vào tiệm bán quần áo chúng ta ba cái cũng thay tàn khu quần áo còn có thể ít đi ngươi à đừng đừng, đừng ta mặc cái này cái liền rất vừa người mặc cái này cái ta không tự tại à đừng một hồi lôi kéo qua sau đó lý giật ngoan ngoãn thuận theo ba người sau đó chiếu một cái kính chừng ngắt hai cái ngươi mặc vào còn rất vừa người sau mới vừa quần áo nhiều dễ nhìn lão bản ngài có thể thật biết nói chuyện bất quá ngươi quần áo quả thật không tệ mặc lị lâm lâm và lâm sơn sơn ba người thay xong quần áo sau đi ra lý giật nhất thời trước mắt một lượng hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lâm lâm thay tàn khu phục trang quần áo cầm lâm lâm cao nguyên người khí chất biểu hiện tinh tế mà lâm gia hai cái nhìn vàng vốn là lớn lên xinh đẹp, mặc vào cái này quần áo lại là có một phong vị khác. Như thế nào lý giật, chúng ta mặc vào đẹp không? Lý giật nhìn bây giờ lâm sơn sơn giống như là mới quen thời điểm như nhau, như vậy ánh mặt trời tự tin, tùy tiện, lý giật trong lòng ngầm từ chắc chắn nhất định phải cầm lâm sơn sơn hoàn toàn chữa khỏi. Ba người ở trong gương dãy dụa dẫn được không thiếu trên đường người ta lui tới xem, không thiếu du khách bên ngoài thấy mấy người mặc thử quần áo cũng tới đến trong tiệm mặc thử. Đi thôi, chúng ta còn có chuyện đây, đợi khi tìm được chỗ đó chúng ta ở chuyển chơi. Mời ủng hộ bộ ta cùng đông kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 601, phơi bày. Đám người đi tới phía trước địa phương nhiều người, lý giật một vị đến mục tiêu, ai ngờ trước mặt lại là một cái tàn khu phục sức người tuổi trẻ đang gọi bán. Nhìn một chút xem một chút rồi, không mua được thua thiệt không mua được bị lừa, tổ truyền bảo ngọc, thượng hạng đồng xanh ký. Không ít người ở bên cạnh vây xem, hai cái vật kiện liền đặt ở người trẻ tuổi này trước mặt, một cái mã đạp phi yến đồng xanh khí còn có một cái mượt mà dương chi ngọc. Lý giật, cái đó mã đạp phi yến không phải chúng ta ở trên buổi đấu giá đã gặp cái đó sao làm sao nhanh như vậy đã đến đừng trên tay của người lý giật không nói gì ánh mắt trực tiếp nhìn phía trước hai cái vật kiện đây đều là ta tổ tiên lưu truyền xuống bảo bối kẻ hèn họ vương chính là cao tổ sau đó không biết làm sao luân lạc nơi này chỉ có thể bán gia sản lấy tiền các vị xem quan lão gia có người nâng người trận có tiền nâng đồng tiền trận chỉ gặp lý giật hừ lạnh một tiếng nói vật này là giả người bình thường căn bản không nhìn ra còn như vậy ngọc chỉ có đến gần mới có thể nhìn ra mạc Lị gật đầu một cái ba người liền ở một bên nhìn nam tử ở một bên tiếng rao hàng. Ta ra 5 triệu. Đại lão, ngươi nói là sự thật à? Một vị mập mạp từ trong đám người đi ra, chỉ gặp hắn khí vũ phi phàm nhìn như chính là một cái mười phần phú nhị đại. Vậy còn mới có thể có giả, bàn gia ta coi trọng đồ liền không giả qua, ngươi liền nói 5 triệu có thể hay không hành. Mập mạp kia hành vi đưa tới người chung quanh sóng to gió lớn, nếu như vật này là thật, vậy 5 triệu liền được lợi quá đáng, nhưng hiện tại mập mạp này không có bất kỳ người cạnh tranh, đồng ý liền thì chẳng khác nào ở trước mặt mọi người lượng cái lậu, ta ra 6 triệu. Lâm Sơn Sơn mặt lộ vẻ vui mừng hô lên giá cả, Lâm Sơn Sơn vội vàng tiến lên ngăn cản. Người Mỹ nữ này lại ra 6 triệu giá cao, có còn hay không tiếp tục đi lên thêm. Ta ra 7 triệu. Mập mạp không cam lòng yếu thế lại kêu ra giá cao, Lý Dật sau khi thấy hừ lạnh một tiếng. Loại người này Lý Dật thấy cũng nhiều, giống như là hát đôi nói tương thanh như nhau, một cái vai diễn phụ một cái chọc cười ngân, cũng chính là thường nói nhờ. Lâm Sơn Sơn, ngươi muốn là thật thích ta giúp ngươi kêu. Lâm Sơn Sơn gật đầu một cái chỉ gặp lý giật đi về phía trước từ một cái đang đốt điếu thuốc nam tử trong tay cầm ra một quả bật lửa ta có thể xem xem sao nếu như qua ta trách nhiệm ngươi nói nhiều ít ta liền nhiều ít bắt lại lời này một nơi họ vương nam tử nụ cười trên mặt đại thịnh hắn đối mình vật kiện vô cùng có lòng tin hành à ngươi nghĩ thế nào thí tùy tiện thí ta vật này vàng thật không sợ hỏa luyện lý giật cười nói giỏi một cái vàng thật không sợ hỏa luyện ngày hôm nay ta sẽ dùng cái này bật lửa đo lường đo lường ngươi cái này vật kiện dứt lời Lý Dật giơ tay lên ở giữa bật lửa đánh sau đó đặt ở đồng xanh khí phía trên, họ Vương Nam tử nhìn trước mắt làm việc liền sợ ngây người, hắn là ở là không nghĩ tới Lý Dật lại dùng như vậy phương pháp. Dừng tay. Đây là đồng xanh khí, nếu là ngươi làm hư ngươi phối nổi mà. Lý Dật hừ lạnh một tiếng nói, ta bồi, ngươi nói giá đi. Nghe Lý Dật như thế ồn ào trương mập cũng là không kềm chế được nói, liền 10 triệu, vật này ta muốn, ngươi nếu là cho ta làm xấu xa liền theo ta 10 triệu. Nếu như ta nếu là chứng minh vật này liền chính là giả đâu, là mấy mươi đồng tiền rách rưới hàng làm thế nào? mập mạp ngắm nhìn bốn phía ấp a à ấp úng nói không thể nào cái này bàn da cho tới bây giờ sẽ không xem nhìn sót nếu là ngươi có thể chứng minh vật này là giả ta bồi ngươi 10 triệu lý giật gặp mục đích đã đạt thành lại đem bật lửa ngọn lửa đặt ở đồng xanh ký trên qua đại khái mấy phút đồng xanh đã đã trở nên có chút đỏ bừng ta không muốn ngươi 10 triệu nếu như ngươi vật này ta chứng minh là giả ta chỉ cần khối ngọc này như thế nào họ vương nam tử trong lòng đại hỷ khối ngọc này chính là hắn 50 đồng tiền trên đất quen mua lại chẳng qua là nhìn cái này kỹ nghệ trình độ rất tốt hẳn có thể lấy giả loạn thật liền lưu lại quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy lý giật đoạt lấy họ vương trên tay nam tử đồng xanh khí sau đó chính là nặng nề ngã xuống đất đinh tấn tưng đông tiếp liền mấy tiếng dòng vang sau này đồng xanh khí hoàn hảo không hao tổn ngồi dưới đất vốn là họ vương nam tử trên đầu toát ra một cổ mồ hôi lạnh thấy vật này hoàn hảo không tổn hao gì sau đó nụ cười trên mặt lần nữa chứa đựng Người xem ta nói hết rồi ta vật này không lừa dối trẻ thơ và người già cả đây chính là ta tổ tiên truyền xuống đồ lý giật chỉ là cười nhạt nói khối ngọc này quy về ta mập mạp cũng là một mặt mơ hồ nhìn lý giật nói là ta mắt mù mà, đồ hoàn toàn không có xuất hiện làm tổn hại, cái này chẳng lẽ còn không thể nói rõ vật này là thật. Một bên quần chúng vây xem đã có không thiếu cao chơi nhìn thấu đầu mối, còn có không thiếu ngoài nghề ở một bên nhìn náo nhiệt lên dỗ. Mọi người cho đánh giá phân xử à, người này muốn giật nợ. Lý giật đi tới đồng xanh khí bên cạnh chậm rãi giơ tay lên ở giữa đồng xanh khí nói, thật không biết các ngươi là mù chữ vẫn là cái gì cũng không hiểu. Cái này đồng xanh khí là sớm nhất luyện kim chế vật, nó so với mới vừa và thiết mà nói tương đối mềm mại, có thể dẻo dai mạnh hơn, cho nên ở sau đó tần thủy hoàng một trận bản khối thời điểm sẽ dùng kiếm sắt giết địch như đây vật này bị ngọn lửa nướng lâu như vậy lại bị ta trên đất nặng nề té một tí lại hoàn hảo không tổn hao gì chẳng lẽ đây không phải là truyền thống kỹ nghệ chế tạo kết quả sao lý giật nói để cho tại chỗ á khẩu không trả lời được cái này dễ hiểu đạo lý ai đều biết ngươi buông tha rõ ràng là ta cái này vật món phẩm chất tương đối khá không dễ té xấu xa lại là thuyết minh ta vật này là trong cung đồ chơi chất lượng tốt chính phải chính phải họ vương nam tử và mập mạp còn ở một sướng một họa ở một bên kéo theo người xem sau đó lý giật vận khí trong lòng bàn tay chân khí trực tiếp cầm cái này mã đạp phi yến hướng trên đất hung hãn té tới ầm uhm. lần này mã đạp phi yến đụng tới mặt đất trực tiếp bể tan tành mời các vị xem cái lỗ hổng này bên trên đều là màu bạc trắng hơn nữa đồng xanh khí coi như bị té xấu xa cũng chỉ sẽ là tan vỡ không nên xuất hiện như thế nhiều cục sắt mọi người thấy lý giật trong tay cục sắt không chỉ có bàn luận sôi nổi lúc đầu vật này thật sự là giả à tiểu tử này trong mắt không bình thường à cái này hai tên lường gạt cầm bọn họ đuổi ra ngoài ta hiểu ý mập mạp này là cái nhờ như thế nào công đạo tự tại nhân tâm cầm khối ngọc này cho ta họ vương nam tử có chút chó cùng đường quay lại cắn nói muốn khối ngọc này chỉ gặp hắn cầm trong tay dương chi ngọc nặng nề té xuống đất ngay tại dương chi ngọc sắp đụng tới mặt đất trong nháy mắt mận một phi thân nhận lấy nói đây chính là đồ tốt hiện tại đã là của ta ngươi còn không có quyền đi động hắn lý giật trước mắt lộ ra tàn bạo ánh mắt giống như có thể đem người ăn như nhau ngươi muốn thế nào Ngọc này ở ta trong tay chính là ta, mới vừa nói trừ trừ không có bằng chứng, ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta vật này là ngươi, bất quá là lão tử ở trên đường hoa 50 đồng tiền mua, có thể là thứ tốt gì. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá.